Các bạn ơi, giấc này là giấc chiều rồi. Đây, ánh hoàng hôn. Của mặt trời. Có lẽ đã buông dần. Xuống mặt Hồ Gươm các bạn ạ. Đây, tôi phải dừng xe lại ngay bên vườn hoa Lý Thái Tổ. Đấy, tôi nhấc ống kính lên trong thời khắc này các bạn ạ. Các bạn ơi, dừng xe nhưng mà là đỗ trộm đấy. Đây, tôi đỗ trộm cái xe ở góc này đây. Đấy. Đây các anh thợ ảnh. Ống kính này. Chụp cái thời khắc này của Hồ Gươm là cũng đỗ trộm xe ở đây này. Đấy, hiện giờ là đây tôi đang ngồi đúng góc này đây, các bạn nhìn thấy không? Vườn hoa đi thấy rồi. Đấy, tôi sẽ đợi cái ánh chiều xuống. Đây cái khuôn hình của cái ánh mặt trời buông xuống phía tây của Hà Nội tỏa bóng xuống cái Hồ Gươm thì hệt như một bức tranh. Như bác Tô Hoài bác cũng nói đấy, Hồ Gươm đúng là đượm vẻ đẹp gọn sinh, không dáng dấp mênh mang như Hồ Tây, tưởng như một lúc nào đấy đương giữa người nô nức chen chân nơi đô hội ở Hàng Giò. Ở Hàng Giò đây là chính là đầu cái làng Vũ Thạch, bây giờ là phố Bà Triệu đấy các bạn. Hàng Khay ra ở Hàng Đào, Hàng Trống dốc xuống, Hàng Trống dốc xuống là mé bên bây giờ là bên cái trục đường bao quanh là đường Lê Thái Tổ. Hốt nhiên gặp ánh nước thoáng như một cái chớp, mắt của ai xanh biếc, đấy chính là Hồ Gươm. Đúng là giọng văn của bác Tô Hoài. Tôi thấy in đậm cái thời khắc này bên Hồ Gươm đấy các bạn ạ. Nắng nghiêng bóng đưa những cây dâu xưa hắt vào chấm đền Thế Húc xa xa bên này. Đây. Đây tôi cứ ngồi đây và tôi sẽ đợi cái ánh mặt trời bóng hoàng hôn buông xuống Hồ Gươm các bạn nhé. Đây các bạn thấy không? Cái cây gạo ở cái vị trí này của Hồ Gươm không hẳn là cao. Thế nhưng mà có lẽ là thơ mộng nhất, thi văn nhất và sang trọng nhất là cái vị trí này bên Hồ Gươm. Đấy, bóng mặt trời cứ dần xuống, tôi sẽ đi sang các bạn nhé. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy cái đoàn xe đang xuôi. Đang xuôi từ Bách Hóa Tổng Hợp xuôi xuống đền Bà Kiệu qua đền Ngọc Sơn đấy các bạn. Đấy khôn ngoan nhất là tôi đứng sau lưng anh thợ chụp ảnh đây.
Đấy, nhành hoa gạo Hồ Gươm. Trời ơi, vươn ra hồ quá đẹp các bạn ạ. Đây nhé. Đây các bạn đã thấy chưa? Đấy, họ nhặt những bông hoa gạo xuống đấy để vào giỏ, giỏ mây nón này, cái cây hoa gạo này. Có cây gạo đầu làng, cây gạo bên bờ mương của một cái cánh đồng làng quê. Có lẽ cây gạo này là cây gạo. Sang trọng nhất trong không gian của Hồ Gươm. Đây các bạn nhé. Đây tôi lại lựa ra đây. Đúng là họ nhặt bông gạo của Hồ Gươm thật. Trời ơi, đây góc quay này, là tiếc rằng là nhấc ống kính lên thì cái bông hoa gạo nhòa đi trong ánh nắng chiều, tiếc thật. Đây có cả ông cụ già này. Trời. Một cái không gian nhỏ xinh như một cái hòn ngọc giữa cái đất Hà Nội. Đây các bạn cứ kiên nhẫn nhé. Cùng tôi khi
Đấy, khi ông mặt trời thấp dần xuống. Đây cái ống kính này tôi hướng này đúng là cái hướng về góc nhìn của cái nhà thờ lớn Hà Nội đấy, nhưng mà bây giờ đâu thấy, mất hút sau cái tòa nhà, cái khu tòa nhà đấy xưa là khu Intimex. Phú Gia. Đây, các bạn đã nhìn thấy cái ánh nắng hoàng hôn. Tỏa xuống, hắt xuống, chả dùng từ nào được. Tôi tính nó là hắt bóng xuống. Trời ơi, đẹp quá. Các bạn thấy không? Một cây gạo mà có lẽ phải đến 5-7 cái ống kính tê lê đấy. Cô gái Hà Nội bên Hồ Gươm. Rất tiếc là ôi chào, rất tiếc là cái góc nhìn đấy không xin được một tí ánh hoàng hôn. Thời khắc, cảnh vật và lịch sử. Bao trùm nơi đây. Và cả con người nữa các bạn ạ. Đây, tôi sẽ tiến dần một chút nhé. Có lẽ là cái clip ngắn này tôi phải ghi đây là ống kính Hồ Gươm. Cười. Đây góc này là các bạn đã nhìn thấy dần cái ánh hoàng hôn này. Không biết dùng từ là gì. Hát không phải. Hắt ánh hoàng hôn lấm tấm xuống mặt nước hồ. Ôi giời, tôi cái mặt nước hồ nó vàng lấm tấm như vỏ ngô các bạn ạ. Tôi có tưởng tượng đấy, đẹp quá chừng. Đây, phí mùa hoa gạo. Đấy, đây là sát. Tôi mượn cái giỏ hoa của bông hoa gạo này
Mà cái gốc cây gạo kìa các bạn thấy không? Các bạn cứ kiên nhẫn nhé. Đây, cứ đợi kìa, đợi ông mặt trời hạ thấp thêm nữa các bạn ạ. Đúng là cái khung cảnh đẹp. Chắc chắn với tôi là phải có yếu tố lịch sử và phải có hồn của cha ông vọng về. Đấy, lại nhớ đến đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông ngàn năm. Đúng là người Hà Nội, ca từ người Hà Nội của bác Nguyễn Đình Thi. Đấy các bạn thấy không? Đấy, anh đã... Trời ơi. Đây nhá. Các bạn nhìn nụ cười của một cô gái Hà Nội nhé. Giờ hết cỡ. Ông này cũng chê hết rồi. Đây có lẽ là tôi sẽ tiến sát dần với cái iPhone của tôi tới khuôn mặt của cô gái. Các bạn thấy dung không? Trời ơi, mất góc nhìn ở đây bên này. Quay đèn. Đẩy người lên trên thì em gái. Đẩy người lên nhìn mau, nhìn thẳng. Đó. Nước mắt nhìn lên tí nào. Rồi. Ok. Có nghĩa là mình sẽ tự tạo giá cái gì đó, nó sẽ tự động hơn. Trong cái cuốn chuyện cũ Hà Nội thì chính cái giấc hoàng hôn xuống mà bác Tô Hoài bác viết là đứng ở cái vị trí này đấy các bạn này, là cái thời đó, cái thời những năm 40, 30, 40 là có thể nhìn được cái cả bóng của cái dãy núi Ba Vì phía tây Hà Nội. Trời ơi. Lên nhiều lắm. Chụp một người được 3 giây thôi. Cho mỗi người 3 giây thôi. Đuổi theo ánh hoàng hôn đấy. Hay mình chụp cái lưu rồi chính mà. Đây rồi chưa? Quay cho các bác. Tách ra, hẳn ra, đừng vào góc quay. Tách ra. Trời ơi. Ôi. Tha hồ tạo giác. Chụp không? Hehehehe
Đấy, cái góc này mà góc đẹp. Trời. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ tiến gần đến mặt hồ thôi. Đi nhất rồi. Nó sang đây rồi mà. Nó sang mình chỉ vào tới thì nó xuống xe bên kia bên đây. Đây đứng đây em ơi. Đây đây đây, lui lui lại tí rồi. Bước lên bước lên rồi. Rồi đi nhá. Đấy các bạn ạ, giờ là ôm mặt trời là hạ dần xuống. Dưới cái tán cây si bên cây hoa cạn, mặt nước Hồ Gươm này các bạn. Đấy, để có lẽ đây là hình tôi ghi rõ nét nhất về cái bông hoa cạn rủ xuống mặt nước Hồ Gươm. Tôi hạ thấp xuống các bạn nhé, các bạn sẽ nhìn thấy mặt nước hồ, các bạn thấy không? Đây tôi quay. Đấy, cái góc hình này là góc hình tôi cố gắng ghi được bằng cái máy của tôi, về cả mặt nước hồ với cả cái nhành hoa cạn. Cái góc nhà mà cao tầng của các bạn nhớ là bên trục cái tuyến phố Hàng Trống sau cái tòa nhà của VPBank này, đối diện với thủy tọa đấy các bạn. Đấy, rõ nét nhất này. Đây tôi cố gắng quay cao dần lên nhé. Hoa cạo Hồ Gươm, trời ơi, Hà Nội có hoa cạo. Ở viện bảo tàng lịch sử Hà Nội có hoa gạo bên tường rào trường Chu Văn An. Hà Nội có cây hoa gạo trong khuôn viên cái ngôi biệt thự số 7 Phạm Đình Hồ. Đây, còn đây là cây hoa gạo sang trọng nhất bên mặt nước Hồ Gươm. Đấy,
Đấy, các bạn đã nhìn thấy rõ chưa? Ông mặt trời đã xuống thấp hơn nữa rồi. Thời khắc. Thời khắc và thời khắc. Cố gắng nâng niu. Đúng là người Hà Nội yêu cái đẹp. Đây các bạn nhìn này. Đấy, đều dừng xe bên hè đường, bên hè cái đường dạo Hồ Gươm. Ôi trời, cuốn trời, cuốn trời, cuốn hay không? Ôi trời. Đây. Tôi tính đây là cái dùng cái từ là ông mặt trời tải vỏ ngô xuống mặt nước Hồ Gươm. Đúng thật. Đây, có lẽ là thôi. Tôi sẽ dừng hình. Các cái bóng, những cái nét hoa, những cái bông gạo, bông hoa gạo các bạn nhé. Đấy. Một xíu thời khắc. Hoàng hôn với bông hoa gạo các bạn. Một nét đẹp của cô gái Hà Nội bên Hồ Gươm. À đây, tôi dành một chút để các bạn nhìn thấy. Cố gắng ghi cả cái nhành hoa gạo vào đây nữa thì mới đẹp. Đấy, bạn thấy đẹp không? Đấy. Con người cảnh vật. Các bạn thấy người Hà Nội luôn yêu cái đẹp không? Đấy.
Cầu Thế Húc trọn vẹn trong khuôn hình này này. Đền Ngọc Sơn này. Các bạn thấy hay không? Không thể tưởng tượng được nếu Hà Nội mất đi Hồ Gươm. Đúng là quẩn quanh việc bông hoa gạo bên Hồ Gươm mãi không thôi. Đấy, một xíu thôi. Thôi, tôi sẽ dừng hình nơi đây các bạn nhé. Thực sự là dừng hình nơi đây thôi. Muộn rồi. Về nhà đi thôi. Về nhà đi thôi. Tôi xin tạm biệt các bạn. Thời khắc bên Hồ Gươm trong ánh hoàng hôn.